Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính sau. Hội nghị giao ban công tác nội chính quý 3 năm 2019. Người dân huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi. Sạt lở ở khu di dân vùng Cửa Truông, Minh Hóa đe dọa tính mạng tài sản người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 20 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý 3 năm 2019. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Quý 3 năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản giữ vững ổn định. Các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực tham mưu các ủy chính quyền địa phương bám sát nhiệm vụ, triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, tập trung giải quyết cả vụ việc nổi lên về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, công tác quốc phòng an ninh, cải cách tư pháp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Quý 3 năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Việc triển khai thực hiện các biện pháp giữa phòng và chống ngày càng đồng bộ. Như đó, kết quả phòng chống tham nhũng tiếp tục chuyển biến trên nhiều mặt. Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là việc chỉ đạo phối hợp theo dõi, tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện tốt hơn. Trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đoàn thể được tăng cường, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác cải cách thủ tục hành chính, kê khai tài sản thu nhập, thực hiện việc chuyển đổi một số vị trí công tác theo quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm túc. Việc công khai minh bạch trong cơ quan, đơn vị đã góp phần ngăn chặn phòng chống tham nhũng. Các hoạt động thanh tra kiểm tra được tiếp tục tăng cường. Qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện một số sai sót và đã có yêu cầu chấn chỉnh khắc phục. Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng của các đơn vị địa phương vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện hành vi tham nhũng. Sáng nay ngày 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với các sở ngành đơn vị địa phương về công tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay tại thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh, toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt được thu gom vận chuyển về nhà máy phân loại xử lý rác thải sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dự án Việt Nam xử lý. Tại huyện Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn, một phần rác thải chuyển về nhà máy xử lý, phần còn lại do địa phương xử lý. Tại huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, toàn bộ lượng rác thải đều do địa phương tự xử lý. Như vậy, trung bình mỗi ngày nhà máy phân loại xử lý rác thải sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ xử lý khoảng 224,5 tấn rác thải sinh hoạt. Để nâng cao nhận thức của người dân trong đảm bảo vệ sinh môi trường, phong trào ngày toàn dân thu gom rác thải và chống rác thải nhựa cũng đã được triển khai tích cực. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt là ngân sách của một số địa phương còn hạn chế, nên chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ vận chuyển rác về nhà máy phân loại xử lý rác thải. Ở các xã vùng sâu vùng xa, địa bàn đi lại khó khăn nên tỷ lệ thu gom xử lý rác thải còn thấp. Bên cạnh đó, ý thức của một số bộ phận cộng đồng dân cư còn hạn chế. Sự vào cuộc của chính quyền địa phương cơ sở chưa thực sự quyết liệt, vẫn còn thụ động trong quản lý, xử lý rác thải. Tại buổi làm việc, các sở ngành đã tập trung thảo luận và thống nhất tiếp tục phối hợp thực hiện công tác thu gom rác thải, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý rác thải, như cần có phương án hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trong việc vận chuyển rác về nhà máy xử lý, hỗ trợ nhà máy xử lý rác thải hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan để sớm đưa dây chuyền vào hoạt động nhằm phát huy giá trị của mục tiêu dự án đầu tư. Thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch vừa thành lập đoàn công tác kiểm tra cả công trình xây dựng cơ bản tại địa bàn xã Quảng Thanh và xã Quảng Tùng. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 14 công trình xây dựng cơ bản đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. Cả công trình chủ yếu trên lĩnh vực giao thông, thủy lợi, trường học và một số công trình phúc lợi khác. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thủ tục, hồ sơ,
như quyết định cho chủ trương, hồ sơ thiết kế, báo cáo đầu tư, các nghị quyết của hội đồng nhân dân xã, hợp đồng thi công, biên bản nghiệm thu, các thủ tục đều cơ bản đầy đủ, đảm bảo yêu cầu theo quy định. Kiểm tra thực tế hiện trường, hầu hết các công trình thi công đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo đúng thiết kế. Tuy nhiên, vẫn có một số công trình các hạng mục còn thiếu sót, chưa đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra. Đoàn kiểm tra đã chỉnh chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, yêu cầu các địa phương khắc phục nhằm phát huy tối đa hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại các địa phương. Xác định đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Thời gian qua, Quảng Bình đã tranh thủ mọi nguồn lực nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật, khu kinh tế, khu công nghiệp theo hướng đồng bộ hiện đại. Quảng Bình hiện có 2 khu kinh tế và 8 khu công nghiệp. Đến nay đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Hoàn La với diện tích 10.000 ha, quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo với diện tích gần 55.000 ha và quy hoạch chi tiết 7/8 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.800 ha. Một số khu công nghiệp và khu chức năng trong khu kinh tế về cơ bản đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bước đầu hoàn thành các mục tiêu thiết yếu từ giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống trục chính giao thông cho đến hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải. Qua đó đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp tục thực hiện các công trình chuyển tiếp, gồm hạ tầng khu phi thuế quan và các điểm dịch vụ khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm cửa khẩu quốc tế Cha Lo giai đoạn 2, nhà liên ngành và quốc môn khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo. Hiện tại, các công trình cơ bản đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án với số vốn bố trí năm 2019 là 49,5 tỷ đồng, số vốn đã giải ngân đến nay là 30,5 tỷ đồng. Khoảng từ đầu tháng 9, trên địa bàn thành phố Đồng Hới xuất hiện nhiều tờ rơi quảng cáo giới thiệu cho vay, gây nhầm lẫn thương hiệu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Ngân hàng BIDV hỗ trợ vay vốn, thủ tục nhanh gọn lẹ trong ngày. Khách giới thiệu có hoa hồng, bảo mật tuyệt đối, alo đã được vay. Đó là những thông tin có trong tờ rơi mà thời gian gần đây các đối tượng dùng để giới thiệu cho vay. Theo lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình, đây là trường hợp cố tình nhái thương hiệu BIDV. Vì thực tế hiện nay tại Việt Nam không có ngân hàng hay tổ chức tín dụng nào đăng ký với tên gọi BIDV. Đây cũng là hình thức chiêu trò của các đối tượng cho vay tín dụng đen. Vì vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến thương hiệu BIDV cũng như sự ổn định của thị trường và gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do vậy, BIDV chi nhánh Quảng Bình khuyên cáo quý khách hàng thận trọng với những thông tin dạng lừa đảo như trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 27/2019 QĐ-TTR về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020. Theo đó, đối tượng được vay là người lao động có hộ khẩu thường trú từ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu làm việc ở nước ngoài và đã được nước ngoài chấp nhận. Theo quy định này, người lao động được vay vốn tối đa 100% chi phí nêu trong hợp đồng mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc trong hợp đồng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhằm giúp các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững. 9 tháng đầu năm, nhờ triển khai tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhiều ngư dân đã mạnh dạn đóng mới tàu có công suất lớn để chuyển đổi sang khai thác xa bờ, tăng năng lực đánh bắt và hiệu quả khai thác, nên sản lượng thủy sản tăng khá so với cùng kỳ. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 7.450 tàu cá, thuyền khai thác thủy sản cả động cơ tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai thác biển có trên 5.580 chiếc, tăng 1,7%. Nhờ đó, năng lực khai thác thủy sản trong 9 tháng năm 2019 tăng khá. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản, trong 9 tháng đầu năm, sản lượng khai thác thủy sản ước tính gần 56.000 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Triển khai công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, Quảng Bình đã kiện toàn văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá cho phù hợp với tổ chức của các cơ quan, đơn vị và các quy định của pháp luật và đặc điểm tình hình nghề cá của tỉnh. Cụ thể, riêng trong 6 tháng đầu năm, văn phòng đã tổ chức thực hiện kiểm tra tàu cá cập cảng, nhập bến theo quy định tại các cửa sông và cảng cá Nhật Lệ, cảng cá Sông Danh với tổng số trên 550 tàu xuất bến, 212 tàu cập cảng tương ứng với sản lượng trên 383 tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có quyết định xuất vaccine và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình phòng chống dịch bệnh động vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu công ty cổ phần thuộc Thú y Trung ương xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia 10.000 lít hóa chất Bencoxit
40.000 liều vaccine tụ huyết trùng châu bò và 30.000 liều vaccine dịch tả lợn cho tỉnh Quảng Bình để phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Tân An xuất cấp không thu tiền 20 tấn hóa chất chlorine 65% min thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để phòng chống dịch bệnh thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tiếp nhận, quản lý, sử dụng vaccine theo đúng quy định hiện hành nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm và thủy sản trên địa bàn sau đợt mưa lũ vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, di dời để tránh ngập lụt nhưng lại gặp phải nguy cơ bị sạt lở đất khi đến nơi ở mới là tình cảnh mà nhiều hộ dân ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa đang gặp phải hiện nay. Hàng chục nghìn của đất đá ở khu di dân khẩn cấp vùng ngập lụt Cửa Truông, xã Minh Hóa đã bị rạn nứt và có thể đổ ập xuống nhà dân bất cứ lúc nào, khiến người dân đang rất lo lắng. Đã gần nửa tháng trôi qua, nhưng gia đình chị Trương Thị Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 3 tháng 9, khi đang ngủ thì cả nhà bị giật mình bởi một tiếng nổ rất to. Lúc bình tĩnh trở lại mới biết quả đồi sau nhà bị nứt, hàng chục khối đất đá bị sạt lở vào nhà. Lúc 2 giờ sáng là nghe nổ to lên, rồi là ra là thấy là ga thì kè bay thì kè thì quê. Rồi nhìn lên là hẳn đổ cả bãi đất bãi đá xuống. Gia đình chị Trương Thị Thanh trước đây ở thôn 4 Kim Bảng của xã Minh Hóa, dưới thường xuyên bị ngập lụt. Tháng 6 năm 2019, gia đình chị di dời đến vùng Cửa Truông tránh lũ theo chủ trương của xã cùng với hơn 40 hộ dân khác. Tuy nhiên, trận lũ đầu tháng 9 vừa qua đã làm sạt lở nghiêm trọng, khiến gia đình chị Thanh và nhiều hộ dân khác phải đi ở nhờ nhà người khác trong những ngày mưa lũ. Nắng lên chứ sợ mưa xuống hẳn nỡ ra là sợ hẳn tuột xuống là nguy hiểm chứ sợ hẳn là ở rồi cho nớm nớp thôi. Là ở phân đằng trước con đằng sau này là không dám quá mà nấu ăn như cũng nấu bên chỗ bếp ga. Hôm nay ủy ban huyện sẽ tiếp tục vận động nhân dân để di dời ra khỏi bị ảnh hưởng bị sạt lở. Hai là sẽ kiểm tra và sẽ chỉ đạo các phòng ban liên quan tập trung và xử lý như khối cốt sạt lở và nếu có nguy cơ là cả lô sau khi khốt mà các lô đất và khối đất tiếp tục sạt lở thì sẽ có những giải pháp cụ thể. Dự án khu di dân khẩn cấp vùng ngập lụt lên vùng cao Cửa Truông ở xã Minh Hóa khởi công xây dựng từ năm 2015 do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 26 tỷ đồng, đầu tư theo hai giai đoạn và hiện tại đã hoàn thành giai đoạn 1, đưa 41 hộ dân các vùng bị ngập lụt nặng về đây ở. Tuy nhiên, trước thực trạng sạt lở như trên, cuộc sống của người dân lại tiếp tục bị đặt trong tình huống khẩn cấp, nhất là bước vào mùa mưa bão. Vì vậy, các cấp chính quyền nơi đây cần có phương án xử lý sớm nhất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong buổi chiều ngày 20 tháng 9 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có lúc có mưa. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có lúc có mưa. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 67 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có lúc có mưa. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%. Khu vực Không Nha nhiều mây, có lúc có mưa. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 69 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, có lúc có mưa. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 74 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có lúc có mưa. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 68 đến 95%. Khu vực thị trấn Quảng Hào nhiều mây, có lúc có mưa. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 68 đến 95%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây, có lúc có mưa. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, biển bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m.